Hàng vạn dân thường Việt Nam bị tàn sát, gần 2 triệu đồng bào dọc các tỉnh biên giới phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Hành động mà Trung Quốc gây ra khiến cho cả thế giới phải phẫn nộ, bàng hoàng. Trong cuộc chiến này, Trung Quốc đã nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, một ngày lịch sử, 60 vạn quân Trung Quốc ồ ạt tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc. Dấu chân kẻ thù đã dày xéo khắp 1.200 cây số đường biên từ Pa Nậm Cúm, tỉnh Lai Châu đến Pò Hèn, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam ở biên giới khoảng 5.000 quân. Đội quân của Trung Quốc gấp hơn 10 lần lực lượng tham chiến thực tế của Việt Nam. Nhà Trung Quốc đưa quân qua biên giới Việt Nam đánh vào các đồn biên phòng của Việt Nam. Và khi mà có điều kiện, khi có thời cơ, cái nào ạt, nào xe tăng, bộ binh, pháo binh, rồi không quân tập trung qua hai đại quân khu đối với phía Bắc của ta. Sẽ không có ai quên sự tàn bạo mà kẻ thù đã gây ra. Lạng Sơn, Cao Bằng, Cam Đường, những thị xã vùng biên của Việt Nam gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Hàng vạn dân thường bị giết hại, gần 2 triệu đồng bào vùng biên giới phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Trong bối cảnh đó, thanh niên Việt Nam khắp các vùng miền trong cả nước sục sôi khí thế viết đơn lên đường ra mặt trận bảo vệ Tổ quốc. Nhà báo Phùng Huy Thịnh, người đã có mặt tại biên giới phía Bắc năm 1979, vẫn nhớ như in những câu chuyện, những khoảnh khắc vô cùng ác liệt của cuộc chiến. Sau khi mà những cái chuyện mà nó tàn sát bà con mình ở vùng biên giới thì lên đấy là sục sôi. Và thậm chí có những cái trận mà ra móng cái đấy, thì bên này mình chuẩn bị ăn thì nó bắn tỉa sang là Hoàng Nhuận Cầm có câu thơ là đạn Trung Quốc bắn sang thủng song thủng đĩa, bát canh rơi trên móng cái ngang tàng. Chiều ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân và tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh. Trên thực tế, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã kéo dài suốt 10 năm từ năm 1979 đến năm 1989, khi Trung Quốc duy trì nhiều sư đoàn, trung đoàn độc lập áp sát biên giới, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang trở thành vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến chống xâm lấn biên giới giai đoạn 1984-1989. Có một cái khẩu hiệu rất hay là sống thì bám đá, chết hoành đèo đá. Sau đó nó thành cái khẩu hiệu là lan truyền toàn mặt trận, kể cả cán bộ chiến sĩ ở đấy, với cái tinh thần đó để mà giữ bằng được, thì tiêu diệt được địch, giữ bằng được cái biên cương chúng ta. Và đến bây giờ, đối với những người có lương tri trên thế giới và như chúng ta, thì chúng ta vẫn nghĩ và thấy rằng đối với Trung Quốc còn nợ nhân dân Việt Nam không những lời xin lỗi mà còn nợ xương nợ máu. Năm 1989, những kẻ xâm lược đã bị đánh bật ra khỏi biên giới Việt Nam. Sau một cuộc chiến kéo dài tới 10 năm với nhiều hy sinh và mất mát, đất đai của cha ông đã được bảo vệ vẹn toàn. Cho đến nay, chưa có tài liệu chính thức công bố tổng số thương vong của hai phía trong cuộc chiến này. Theo thống kê của Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Vị Xuyên, từ năm 1984 đến năm 1989, chỉ tính riêng tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn 5.000 bộ đội Việt Nam hy sinh, hàng nghìn người bị thương, khoảng 1.000 liệt sĩ đến nay vẫn nằm lại trong lòng đất đá biên cương.